vòng xoáy của cơm áo gạo tiền nó chỉ là một cái gì đó mà một giai đoạn mình bị cuốn vào thôi, chứ nó không phải là cái ý nghĩa mà chúng ta sinh ra lớn lên để làm nó. Phải nhận ra được. Đó là lý do vì sao chúng ta đi làm mà ngày thứ hai đầu tuần gần như chúng ta không có vui. Chúng ta đi làm mà trong một cái tâm trạng hơi chán chán, kể cả lương 100 triệu nha, chứ đừng nói là lương 5 triệu, lương 100, 200 triệu vẫn thế. Vì tôi có mấy thằng bạn lương 200 triệu tôi biết, 40 mấy tuổi nộp đơn nghỉ việc hết, chán. Lên Đà Lạt làm farm, lập cái trang trại chục hecta và cho rằng là trồng rau sạch là chân lý của cuộc đời rồi. Vì ở đời rau gì cũng bẩn, có mỗi lên nó tự trồng rau sạch thôi. Thế là tôi mới nói nó, mày yên tâm, mày phải nuôi gà, mày phải nuôi heo, mày phải làm đủ thứ, mày ra chợ mày mua gà cũng gà bẩn nữa cơ. Rồi mày bật tivi lên, tivi đầy kênh bẩn, mày cũng phải dọn luôn cả cái kênh tivi nữa. Thế giới bây giờ nó bẩn là bẩn ở bên ngoài hay bản chất nó bẩn luôn cả bên trong? Tại sao chúng ta làm ra con gà bẩn? Tại sao chúng ta làm ra mớ rau bẩn? Tại sao chúng ta làm ra những cái thực phẩm biến đổi gen nhiều quá? Có phải do tâm thức của chúng ta không? Đầu tiên là cái tâm thức của chúng ta nó phải muốn cái điều đấy thì nó mới đẻ ra chứ. Nó đẩy chúng ta đi vào một cái vòng xoáy, rồi một ngày đẹp trời chúng ta nhận ra muốn quay lại thì nó muộn. Tôi nhớ cách đây 30 năm đi ra chợ không bao giờ có một mớ rau bẩn cả, rau gì cũng là rau sạch, miếng thịt gì cũng là miếng thịt sạch hết. Nhưng đến bây giờ các bạn ra chợ, đến một cửa hàng nó ghi chữ rau sạch, mình cũng nghi ngờ nó sạch thật không, hay là nó dán cái tem rau sạch thôi. Vì tem nó bán ở chợ Kim Biên rất nhiều, nó bán cân ký được, nên chúng ta bị hoang mang. Nên cái Minh Triết Phương Đông nó hay ở chỗ đấy. Cái đạo học Phương Đông á, làm cho chúng ta có một ngày nào đó các bạn bắt đầu quay trở về nhìn lại mình, nhìn lại cái cuộc sống này, nhìn lại toàn bộ để tìm về cái chiều sâu của một kiếp người. Chúng ta sống nhưng mà chúng ta đôi khi bị dòng chảy cuộc đời nó cuốn đi, không thấy được chiều sâu. Khi các bạn thấy được chiều sâu thì tự nhiên ngành nghề các bạn chọn lại, tự nhiên cách sống các bạn chọn một cách sống mới. Và khi các bạn có những cái sự chọn lựa đúng đắn, tự nhiên mỗi một ngày đi làm các bạn thấy vui một cách kỳ lạ. Và các bạn đi làm không bao giờ phải nhìn đồng hồ, không bao giờ. Các bạn đến nơi làm, các bạn đi về, các bạn không bao giờ nhìn đồng hồ, và thậm chí không bao giờ nhìn hôm nay là thứ mấy. Các bạn mà làm được cái điều đó là chúc mừng. Không bao giờ biết nó là thứ mấy. Thứ bảy chủ nhật vẫn đi làm bình thường, chả biết nữa. Nhiều khi hôm nay thứ mấy nhỉ, quên. Bây giờ là mấy giờ, không cần biết các bạn, vì bản chất công việc nó đã là niềm vui rồi. Công việc chính là sự giải trí rồi. Tại sao các bạn phải đi giải trí? Vì chúng ta thối trí thì mới phải đi giải trí. Trong đầu này nó bị thối này, nó bị thoái này, nó bị rối trí thì mình mệt, mình phải đi giải trí. Vậy nếu các bạn đi làm mà lúc nào cũng vui thì nó chẳng bao giờ bị thối trí cả. Chẳng bao giờ bị thối trí thì chẳng bao giờ có khái niệm stress, căng thẳng, trầm cảm, không bao giờ bị. Thì đi làm cũng là niềm vui. Rồi trong doanh nghiệp nó có một cái khái niệm mà bây giờ bắt đầu dạy. Ở nước ngoài thì nó có dạy nhưng mà cũng chỉ lớt phớt thôi. Trong các quốc gia dạy thì tôi thấy là Nhật Bản dạy kỹ nhất. Đó là môn đạo đức trong kinh doanh. Tức là triết lý kinh doanh ấy, nhưng mà nó phải mang tính đạo đức ấy. Thì các bạn suy nghĩ xem, cái triết lý mà các bạn mang vào trong doanh nghiệp, cái triết lý kinh doanh mà các bạn sống với nó, bản chất nó phải là triết lý sống hay là sống một đằng mà kinh doanh một nẻo? Cái nào đúng? Triết lý sống của các bạn khác mà triết lý kinh doanh của các bạn khác, thì theo các bạn làm nổi không? Hay bản chất cái triết lý mà các bạn sống 24 giờ mỗi ngày này, các bạn mang vào kinh doanh 8 tiếng, bản chất nó phải trùng nhau, tuy hai mà là một thì mới đạt chuẩn. Các bạn không phải đóng kịch,
các bạn mang cái triết lý kinh doanh là triết lý sống của mình thì các bạn không bao giờ phải đóng kịch. Còn nếu triết lý kinh doanh mà đi khác với triết lý sống là các bạn phải đóng kịch, các bạn phải giả tạo khi đi kinh doanh vì nó không phải là quan điểm sống của mình. Mình bịa ra một cái quan điểm nào đó mình gán vào kinh doanh không ổn. Nên ngày xưa tôi cũng không hiểu cái đó đâu. Nhưng càng về sau thì tôi vỡ ra dần và tôi bảo à, cái khái niệm cân bằng cuộc sống là một khái niệm chỉ dành cho những người mất cân bằng từ bên trong. Còn những người họ đã biết tự quân bình ở bên trong rồi thì không có khái niệm mất quân bình nữa. Các bạn đi làm mà cảm thấy mệt mỏi thì các bạn mới phải đi giải trí, các bạn mới phải về nhà sớm. Các bạn mới mong chờ ngày thứ bảy chủ nhật để được nghỉ. Còn nếu các bạn mỗi một ngày đi làm là một niềm vui, đi làm cảm thấy thoải mái, đi làm cảm thấy bình an và hạnh phúc, xin chúc mừng các bạn. Các bạn, cuộc sống của các bạn đi làm cũng là sống, mà sống thì phải hạnh phúc. Đi làm không phải là cực hình, đi làm không phải là con trâu để cày ra thóc, cày ra lương, không phải vậy. Sống là để hạnh phúc, mà đi làm là một phần của cuộc sống. Về đến nhà, gia đình là một phần của cuộc sống. Ngày thứ bảy chủ nhật, đi chơi với gia đình, đi chơi với bạn bè, đi uống một ly cà phê với chúng bạn là một phần của cuộc sống. Toàn bộ những cái đó nó quyện lại, nó gọi là triết lý sống, nó gọi là cách các bạn sống, nó gọi là lẽ sống mà các bạn chọn lựa. Vậy cái lẽ sống này này, cái triết lý sống này mà nó trùng nhau, đi làm cũng trùng với về gia đình, cũng trùng với thứ bảy chủ nhật đi chơi. Chúc mừng các bạn, các bạn không còn khái niệm giải trí nữa, các bạn không còn khái niệm phải cân bằng cuộc sống nữa, vì nó trùng nhau hết rồi. Đời của các bạn lúc nào cũng vui. Thì những bạn nào mà làm được cái điều đó thì tôi vẫn hay nói với các bạn đó là cuộc đời của các bạn là những vector cùng chiều. Còn nếu những cái điều này mà nó với nhau, gia đình đi một hướng, kiếm tiền đi một hướng, thứ bảy chủ nhật giải trí lại đi một hướng hoàn toàn khác, là những vector trái chiều. Vector trái chiều này gốc là từ nội tâm của mình, nó là những vector trái chiều. Nên nội tâm nó xung đột, thế giới bên trong nó xung đột, thì từ đó các bạn bước ra cuộc đời bắt đầu đau khổ, thấy mệt mỏi, và các bạn đòi hỏi phải quân bình là vì thế. Và ngày xưa tôi học tâm lý học gần 3 năm. Vì tôi bà xã tôi cãi nhau ghê lắm, cung tuyệt mạng không chết nhưng mà cãi nhau rất nhiều, khắc khẩu. Thì khi mà hai vợ chồng đi học tâm lý học để mình nghĩ là mình gỡ, thì mình đi học để mình sửa mình thôi. Thì đi học thì các bên tâm lý học họ đều dạy là mình phải biết quân bình cuộc sống bằng cách là để đôi dép ngoài cửa. Về đến nhà đừng mang công việc về nhà. Hồi đó mình tin sái cổ mấy ông thầy nói hay, đúng. Hình như mình mang công việc về nhà nên mình không có vui. Nhưng về sau tôi lại quan sát lại, tất cả những người mà họ thành công nhất thì họ đều mang công việc về nhà. Còn cái người nào mà để công việc ngoài cửa là những người không thành công, thiếu toàn tâm toàn ý, không thành công được. Các bạn để ý những nhà bác học là họ làm thí nghiệm là quên ăn quên ngủ. Và trong giấc ngủ của họ, họ mơ luôn cả cái thí nghiệm đấy, thì họ mới thành nhà phát minh sáng tạo vĩ đại được. Còn trong các bạn giấc ngủ thì chỉ có mơ về quán nhậu, thì dứt khoát rảnh một cái là đi nhậu. Thì công việc làm sao tập trung? Công việc không tập trung lớt pha lớt phớt, thằng đó làm nhân viên cả đời. Đòi thành công không bao giờ có được. Nên có rất nhiều thứ các bạn đi học nhưng họ dạy mình thấy nó cứ sao sao, phải đúc kết lại nó mới có chiều sâu. Khi các bạn nhìn rất nhiều chiều của cuộc sống như vậy, rồi tự nhiên một ngày các bạn nhìn lại chính mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn lại sự nghiệp mình, và các bạn quyết định đi vào một cái hướng nào đó mà mỗi một ngày đi làm là một niềm vui. Mà cái niềm vui sâu sắc nhất là công việc đó có cái ý nghĩa của nó, đặc biệt ý nghĩa với mình và ý nghĩa với toàn bộ cộng đồng là number one.
Còn hầu hết rất nhiều công việc nó cũng chỉ có được ý nghĩa với mình thôi, chứ nó không có ý nghĩa với toàn cộng đồng. Thì một ngày đẹp trời vẫn chán như thường. Cái lớp này năm ngoái nó tên là lớp chánh kiến trong đời sống. Cái chữ chánh kiến quá nhiều người không hiểu, nên chúng tôi quyết định đổi nó tên thành lớp đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Hai cái tên nó hao hao nhau.